Xin chào quý độc giả của báo Đồng Nai, mời quý vị cùng điểm lại các tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Bản tin tin nhanh audio hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Thành lập ban biên tập học tập cùng lãnh đạo Đồng Nai, tin của Phương Hằng. Chiều 13 tháng 12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị công bố quyết định thành lập ban biên tập học cùng lãnh đạo Đồng Nai. Ban biên tập có 6 thành viên, tỉnh ủy viên, chánh văn phòng tỉnh ủy viên Hồng Tiến làm trưởng ban biên tập, tổng biên tập báo Đồng Nai Đào Văn Tuấn làm phó ban và các thành viên gồm Cao Đặng Anh Thư, Ngô Ngọc Vân Anh, Võ Minh Hạnh và Trần Huy Anh. Ban biên tập có nhiệm vụ hàng tuần biên soạn bài viết học cùng lãnh đạo, trình xin ý kiến bí thư tỉnh ủy và chia sẻ các bài viết trên nhóm học cùng lãnh đạo của tỉnh, đồng thời tham mưu biên tập trình bày các nội dung các kỳ ấn phẩm học cùng lãnh đạo Đồng Nai 2 kỳ 1 năm. Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện ấn hành tập tài liệu kỳ 1 học cùng lãnh đạo Đồng Nai chuyên đề Bộ máy lãnh đạo vững chắc là nền tảng của tổ chức trường tồn. Trong tập tài liệu kỳ 1 có các bài viết được tổng hợp từ các tài liệu nghiên cứu của các nhóm tác giả nước ngoài, các trường đại học danh tiếng trên thế giới được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho đăng hàng tuần trên nhóm học cùng lãnh đạo, sau đó được in thành sách. Tài liệu có ý nghĩa rất quan trọng là nền tảng để mỗi người lãnh đạo phát huy khả năng nhạy bén trong công việc, năng lực giải quyết vấn đề hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển, phát huy tối đa trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các mục tiêu chung, nhiệm vụ đề ra, cùng nhau xây dựng Đồng Nai ngày càng phồn vinh giàu mạnh. Huy động tối đa lực lượng phương tiện đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, tin của Trần Danh. Ngày 13 tháng 12, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo Công an tỉnh, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội quan trọng để giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh phải triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp giữ vững thế chủ động tiến công, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân cao điểm, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự theo phương án kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội dịp cuối năm phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn bình yên. Năm 2023, Biên Hòa thực hiện đạt và vượt 54 trên 56 chỉ tiêu, tin của Phương Hằng. Thưa quý vị, chiều 13 tháng 12, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Thành ủy Biên Hòa về việc thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng năm 2023. Theo đó, năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Biên Hòa đã lãnh đạo chỉ đạo tập trung thực hiện nghị quyết 08 của Tỉnh ủy khóa 11 và nghị quyết 09 của Thành ủy Biên Hòa với 56 chỉ tiêu cụ thể. Kết quả, Thành ủy Biên Hòa đã đạt và vượt 54 trên 56 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đề ra, 2 chỉ tiêu chưa đạt liên quan đến tai nạn giao thông và tỷ lệ điều tra phá án. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước đánh giá cao những kết quả Đảng bộ thành phố Biên Hòa đã đạt được, đồng thời chia sẻ với thành phố những khó khăn về dân số đông, cán bộ mỏng trong khi số lượng công việc nhiều gấp 2-3 lần so với các địa phương khác trong tỉnh, nhưng vẫn hoàn thành và vượt các tiêu chí nghị quyết đã đề ra. Đơn vị đăng kiểm không được tự ý đưa ra các yêu cầu ngoài quy định, tin của Minh Thành. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc về việc chấn chỉnh hoạt động kiểm định xe cơ giới. Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm viên và nhân viên không được tùy tiện tự ý đưa ra các yêu cầu không có trong quy định do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định. Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đang hoàn thiện phần mềm lập hồ sơ phương tiện cho xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu để hỗ trợ các đơn vị đăng kiểm thực hiện công việc này được thuận lợi hơn. Trong lúc chờ Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định, các đơn vị đăng kiểm phải bố trí nhân sự hợp lý để giải quyết thủ tục miễn kiểm định, đảm bảo được nhanh chóng thuận tiện. Tác giả Lê Hữu Thiết đoạt huy chương bạc giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2023, tin của Lina. Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa công bố 27 tác phẩm đoạt giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2023. Trong đó, tác phẩm Hạt vàng gieo những niềm vui của tác giả Nguyễn Hiền Thanh tỉnh Hậu Giang đạt huy chương vàng và được đề xuất dự giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2023. Riêng ở Đồng Nai, tác giả Lê Hữu Thiết đoạt huy chương bạc với tác phẩm Hoa Lục Bình. Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2023 có 27 tác phẩm đoạt giải gồm 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 15 huy chương đồng. Trong đó công trình lý luận phê bình và sách ảnh có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đây là giải thưởng cao nhất trong năm của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Những tác phẩm ảnh được xét chọn là những tác phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba tại các cuộc thi cấp tỉnh, khu vực, quốc gia hoặc đạt huy chương tại các cuộc thi ảnh quốc tế trong năm 2023.
khởi tố 4 người khai thác đất trái phép tại mỏ đá Sóc Luông 1. Tin của Trần Dành. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng khai thác đất trái phép tại mỏ đá Sóc Luông 1 ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất. Trong đó gồm Phạm Đức Long, giám đốc và Bùi Quốc Phú, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Phú Sơn Lâm đóng tại ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất để điều tra về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên. Theo công an tỉnh, lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường công an tỉnh đã phát hiện công ty Quốc Phú Sơn Lâm lợi dụng giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác đá để khai thác đất trái phép tại mỏ đá Sóc Luông 1 rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính. Qua điều tra, lực lượng công an xác định sau khi đất khai thác được, các đối tượng đã cung cấp tiêu thụ tại nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Thống Nhất, Vĩnh Cửu. Quý vị vừa nghe tin nhanh audio, bản tin có trên các nền tảng của Báo Đồng Nai vào lúc 6:30 sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.